Vậy là đã gần một năm kể từ khi Attack on Titan Final Season phần 2 được công chiếu tại Nhật Bản. Ngay sau khi tập cuối cùng của phần phim được công chiếu, để có thể chiều lòng các fan, MAPPA đã xác nhận phần cuối dự kiến được công chiếu vào năm 2023 sắp tới. MAPPA gần như đã giấu nhẹm tất cả và chỉ cho các fan vài thông tin ít ỏi thông qua một đoạn teaser dài vỏn vẹn 15 giây ngắn ngủi và không có bất cứ một hình ảnh nào ngoài tấm poster của phim cùng thời gian dự kiến công chiếu. Có vẻ như MAPPA muốn tạo một bất ngờ đặc biệt với các fan trung thành của Attack on Titan. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận một chút về những gì sẽ xảy ra trong phần cuối của Attack on Titan Final Season nhé. Khép lại tập cuối của Attack on Titan Final Season phần 2 là những khung cảnh Titan đại hình bên trong bức tường đã cập bến đến Marley sau khi Eren nhận được sức mạnh từ Ymir và khởi động dùng chấn. Sự kiện này có đôi nét tương đồng với sự kiện Ragnarok trong thần thoại Bắc Âu. Ragnarok trong thần thoại Bắc Âu được nhắc đến là một chuỗi sự kiện đen tối của tương lai, từ đó dẫn đến một cuộc chiến lớn, đánh dấu sự kết thúc của vũ trụ và cái kết của nhiều vị thần trong thần thoại Bắc Âu. Ragnarok cũng có nhiều điểm tương đồng với Trương Khải Huyền trong Kinh Thánh. Sự kiện trên là sự xuất hiện của hàng loạt những thảm họa tự nhiên khác nhau, từ núi lửa phun trào, động đất, đại hồng thủy và sự đốt cháy của 9 thế giới, mặt đất chìm xuống đại dương. 9 ngày sau ngày tận thế, thế giới sẽ lại một lần nữa trỗi dậy, màu mỡ và những vị thần còn sống sót sau cuộc chiến này sẽ trở lại với Asgard và giúp thế giới được tái sinh. Loài người vẫn sẽ duy trì nòi giống nhờ vào hai con người cuối cùng sống sót, trốn trong Hotmimes Hot của Mimir. Ragnarok được báo trước bởi ba sự kiện lớn trong thần thoại Bắc Âu, đó là sự ra đời của ba đứa con của Loki, cái chết của thần Baldr và Fimbulvetr. Nói đến đây, có thể các bạn đã nhìn thấy sự tương đồng giữa Dung Chấn và Ragnarok rồi phải không? Trong Attack on Titan, Dung Chấn cũng được dự đoán bởi ba sự kiện chính. Đầu tiên là việc Eren có được sức mạnh của Titan Thủy Tổ, cuộc chiến tại Liberio và cuối cùng là cái chết của Willy Tiber. Eren đã thành công trong việc lừa Zeke để có thể đến được tọa độ gặp Ymir. Ngay từ đầu, Eren đã không đồng tình với kế hoạch triệt sản người Eldia của Zeke vì cô hiểu thế giới nói chung và đế quốc Marley nói riêng vẫn sẽ chiếm lấy hòn đảo và tàn sát người dân Eldia cho dù họ không còn dòng máu Titan nữa. Ngay sau đó, Eren yêu cầu Ymir cho mượn sức mạnh để kích hoạt dục chấn, nhưng đảm bảo với cô ấy rằng đây là sự tự nguyện từ cô. Cô không còn là nô lệ mà là một người tự do. Cuối cùng, Ymir lựa chọn giúp Eren kích hoạt hàng triệu Titan khổng lồ ở ba bức tường thành, tiến về phía trước và hủy diệt thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tin MAPPA sẽ tái hiện dung chấn một cách hoành tráng, tàn khốc và đem đến những điều tuyệt vời hơn cả mong đợi. Sự thành công gần đây của Chainsaw Man chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Trong teaser chỉ đơn giản là một tấm poster không hơn không kém, vì vậy có lẽ các bạn sẽ chưa biết những nhân vật xuất hiện trong sự kiện cuối cùng này. Hãy cùng Anime Rewind điểm mặt những cái tên sẽ xuất hiện nhé. Hang Zawi là chỉ huy thứ 14 của quân trinh sát. Cô có nhiệm vụ nghiên cứu về các Titan, bao gồm cả khả năng hóa Titan của Eren. Trí thông minh kết hợp với sự kiên trì trong việc nghiên cứu Titan giúp Hang khám phá ra và lưu trữ lượng thông tin đồ sộ cùng với những nghiên cứu khá ấn tượng. Khả năng của Hang luôn được các đồng đội thừa nhận, đặc biệt là chỉ huy Erwin Smith, người sau này đưa lại chức vụ chỉ huy cho cô. Armin Alert cũng giống như Hang Zawi, cậu sở hữu cho mình trí thông minh và bộ óc chiến lược siêu phàm. Thỉnh thoảng, chính những đề xuất chiến lược của cậu đã giúp ích được cho quân trinh sát. Mikasa Ackerman và Levi Ackerman từ nhỏ đã phát triển các kỹ năng chiến đấu một cách toàn diện. Là thành viên của gia tộc Ackerman, cả Mikasa và Levi sở hữu cho mình sức mạnh thể chất hết sức tuyệt vời, ngoài ra sẽ không chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh của Titan Thủy Tổ như tác động đến ký ức. Connie Springer dù được đánh giá là chậm trong việc tiếp thu kiến thức, nhưng một khi đã hiểu được, Connie thậm chí còn rất khéo léo áp dụng trong thực chiến. Dù các khả năng chiến đấu của Connie chỉ ở mức trung bình và chưa từng một lần tự mình tiêu diệt Titan, nhưng với tốc độ vượt trội và sự am hiểu chiến thuật, giúp Connie hỗ trợ tốt các đồng đội trong thực chiến. Tốc độ của Connie nhanh đến mức nhiều lần giúp bản thân lẩn trốn và thoát khỏi sự truy đuổi của nhiều Titan. Không thua kém gì Armin và Hang, Jean Kirstein cũng sở hữu cho mình tài chiến lược rất tuyệt vời. Ngoài ra, cậu còn là một trong những học viên giỏi nhất trong việc sử dụng thiết bị 3D, có khả năng cơ động tốt ngay cả trên địa hình mở, nơi được coi là vô cùng khó khăn khi đây là địa hình mang lại thuận lợi cho Titan. Một nhân vật đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài kể từ season 1 của bộ phim sau khi tự hóa cứng cơ thể của bản thân, Annie Leonhardt. Được đào tạo từ khi còn nhỏ bởi cha, Annie được chọn là một trong những chiến binh tình nguyện của quân đội Marley và là cựu thành viên của quân cảnh vệ. Cô nổi tiếng trong việc sử dụng kiếm và chiến đấu tay không. Điều này giúp cô nắm giữ vị trí thứ tư trong đợt tốt nghiệp hóa huấn luyện thứ 104. Rainer Braun sở hữu khả năng chiến đấu tay đổi rất tốt nhờ quá trình đào tạo trong quân đội Marley từ khi còn rất nhỏ. Vì vậy, không lấy làm lạ khi cậu là người đứng thứ hai trong khóa huấn luyện 104 sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, vẫn còn một số nhân vật khác cũng sẽ góp mặt trong cuộc chiến ngăn chặn Eren lần này, bao gồm Falco Gris, Gabi Braun, Pickfinger, v.v. Với những nhân vật như Eren, Mikasa, Levi và Armin, chúng mình đã có video phân tích trước đó. Nếu chưa xem, các bạn có thể click vào đường link bên dưới để theo dõi. Dù khá là bận rộn trong việc tập trung truyền thể trên Superman, nhưng MAPPA không hề quên họ vẫn còn một đứa con tinh thần mang tên Attack on Titan.
trong sự kiện Attack on Titan The Final Season Special Event 2022 được tổ chức vào ngày 13 tháng 11 vừa qua. MAPPA cũng đã hé lộ dàn ekip sẽ tham gia trong việc sản xuất phim lần này. Vẫn là hai vị đạo diễn quen thuộc trong hai phần đầu tiên của Final Season là Hayashi Yuichiro và Shishiro Jun. Bên cạnh đó, người sẽ đảm nhiệm trong việc thiết kế nhân vật vẫn sẽ là Kishi Tomohiro và Akita Manabu đảm nhiệm animation của bộ phim. Cùng với đó, sẽ khó ai có thể thay thế được Mima Masafumi trong việc đảm nhận âm thanh của Attack on Titan. Hơn nữa, rất may mắn khi toàn bộ các diễn viên lồng tiếng trước đây vẫn sẽ tiếp tục đồng hành trong phần cuối cùng của bộ phim này, bao gồm Kaji Yuki, Ishikawa Yui, Inoue Marina, Kamiya Hiroshi, Hosoya Yoshimasa, Taniyama Kisho, Shimamura Yu, Sakura Ayane. Chúng ta biết Attack on Titan không đơn thuần chỉ là một bộ anime shonen thông thường, nó còn chứa đựng vô số tầng lớp ẩn được cài cắm thông qua từng nhân vật. Chúng mình tin chắc rằng ở đây sẽ có rất nhiều người khẳng định bản thân là người theo dõi Attack on Titan từ những ngày đầu tiên. Nhưng để hiểu toàn bộ những thông điệp ẩn của nó thì gần như là không thể. Nếu mọi chuyện đơn giản chỉ như vậy thì suốt khoảng thời gian bộ truyện kết thúc, mọi tranh cãi liên quan đến ý nghĩa của tác phẩm đã không tồn tại cho đến tận bây giờ rồi phải không? Điều chúng ta dễ nhìn thấy nhất trong những tầng lớp nghĩa ẩn đó là thông điệp chống lại chiến tranh. Ngoài ra còn là sự lên án phân chia giai cấp một cách rõ ràng. Chúng ta biết rằng ba bức tường thành Maria, Rose và Sheena được xếp theo thứ tự từ ngoài vào trong, với thành Maria nằm ở ngoài cùng có diện tích lớn nhất, nhưng cũng là nơi gần Titan nhất. Vì vậy, nơi đây chỉ dành cho những người dân thường sinh sống. Còn thành Rose là nơi ở cho những người thuộc tầng lớp trung lưu. Và cuối cùng là thành Sheena, nơi gần như an toàn nhất chỉ có vua, đám quý tộc và giới thượng lưu được sinh sống. Ngoài ra, từng phần phim trong Attack on Titan cũng là đại diện cho từng giai đoạn của chiến tranh. Cuối cùng, dung chấn Eren tạo ra là tiền đề để con người cảm thấy sợ hãi chiến tranh mà coi trọng mạng sống của bản thân. Ngoài ra, chúng ta còn học được thêm những khía cạnh về giá trị của tình bạn thông qua mục đích của Eren và vô vàn những tầng nghĩa ẩn khác mà chúng ta sẽ không thể nào hiểu hết được nếu chỉ xem một hai lần đầu tiên. Và đó là những thông tin cho đến thời điểm hiện tại mà chúng ta biết được về phần cuối cùng của Attack on Titan. Cá nhân chúng mình mong chờ xem MAPPA có lấy được nước mắt của người xem khi Mikasa kết liễu Eren không? Còn điều gì khiến mọi người mong chờ nhất ở giai đoạn cuối cùng của Attack on Titan ngoài animation? Hãy để lại ý kiến cho chúng mình biết ở phần comment phía dưới nhé! Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe kèm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!